Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một số camera bên Viettel đang cung cấp. Một đống camera mới về đây anh em. Đây con C3WN này. Con này xoay hồng ngoại thì có độ tầm 30m. Cam này con camera ngoài trời. Đây con 24 này. Một con đây thì em chuẩn bị đi lắp rồi. Nhiều đồ về phết. À đây, đây có cái đèn năng lượng mặt trời đây này. Pin năng lượng mặt trời. Pin năng lượng mặt trời. Không đọc được. Về hai bộ sạc tích điện. 4 camera C6N. 5 con C3WN. Anh em nào muốn thì comment bên dưới nhá. Dạ, giá rất hợp lý. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đấy. Let's go. Đường Hồ Chí Minh. Nào mọi người cùng theo chân của em để đi lắp camera cho khách hàng nào. Camera này có tên là C6N, do bên Viettel phân phối. Trước khi lắp đặt, mọi người cần tìm kiếm vị trí lắp phù hợp nhất, ưu tiên theo khách hàng mong muốn. Việc lắp cam ở vị trí tốt nhất sẽ mang lại hình ảnh tuyệt vời, nên chúng ta cần khuyên khách hàng lắp ở những vị trí phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm điện cho cam. Khi cam khởi động xong, mọi người lấy điện thoại bật định vị và kết nối tới Wi-Fi để cài đặt. Mọi người tải ứng dụng EZVIT về điện thoại, xong đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Sử dụng cái phần mềm EZ này. Bấm dấu cộng ở trên cùng camera, xong quét mã QR ở bên dưới. Hoạt động được mấy ngày rồi anh? Ngày đầu tiên đây. À. Mật khẩu từ 1 đến 8. Kế tiếp. Sử đi thì là bí chứ con nhắm thì cứ đi, em cứ làm được. Đang kết nối tới Wi-Fi, vui lòng đợi. Đã kết nối tới Wi-Fi. Đăng ký thoát khôn thành công. Cấu hình thành công, chào mừng bạn đến với Internet. Thì em đấu thẳng vào đây nhá. Có thẳng đây. Vâng. Không như là đấu điện này mấy chị. Vâng. Đấu xong. Ờ cũng được. Này đấu đấu này. Đấu thẳng luôn thôi. Đấu thẳng dòng cái điện chỗ đây này. Vâng. Chỗ đây xong để. Là xong nó quay được cái sướng nên là nó ngó được ra ngoài. Đây anh cho vào cái khe này này. Ừ. Thì 360 độ đúng không? Vâng. Thì nó sẽ quay được xuống.
Ở dưới dưới hai cái anh. Hai cái đang bỏ không à? Sao anh không mang lên đây? Nay định tháo nhưng mà bảo để căn bản là nay định tháo nhưng mà nó lại không quay. Anh tháo ngắn cái bây giờ. Vâng. Nhưng mà lại bảo là thôi mình gắn làm cái này là nó. Lúc còn bỏ trong quán cà phê hai cái. À. Sưởng quán cà phê hai cái. Vườn lan đang dư hai cái. Anh lắp xấu tan rồi. Quán ở bên Lập Thủy anh. Đấy sếp ơi. Vâng. Cái gì anh nhở? Anh lên Google trong gõ là hit app vào là được. Hit app. Google nhé, nếu mà Android thì dùng Google. Còn nếu mà iPhone thì anh lên App Store ấy. Hit connect vào là được. Có anh ạ. Thay dầu
Trên đây là toàn bộ quá trình đi lắp đặt một cái cam của Viettel. Nếu mọi người có nhu cầu lắp đặt, vui lòng liên hệ tại các cửa hàng giao dịch hoặc liên hệ trực tiếp với anh em kỹ thuật tại khu vực. Mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn trực tiếp. Ngoài ra mọi người có thể liên hệ qua số Zalo 0399 057000. Nếu mọi người thấy video hay, xin mọi người cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ em ra các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video.